quay trở lại với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Ơi, thấy tình yêu là thấy là vui rồi đó em. Đúng rồi. Mà thường á em thấy cái cảm xúc mà của cái người đàn ông á, bình thường ở ngoài ta rất là mạnh mẽ, nhưng mà em thấy hầu như tất cả các ông bố khi mà chứng kiến vợ mình lần đầu tiên sanh, lúc đó là em thấy là có nhiều người là thậm chí là khóc luôn và bồn chồn lo lắng. Thì em muốn hỏi là hai ông bố là cái cảm xúc ha, bây giờ em hỏi bố Văn Sơn trước đi. Nghe vợ vô sanh thì cũng hồi hộp. Dạ. Thì lúc nào cũng ngồi ở ngoài chờ đợi. Đúng rồi. Thì đợi khi nào bác sĩ ra thì bác sĩ nói là đây là con anh được mấy ký, lúc đó là mới nhẹ nhõm mà mừng. Dạ. mừng mà mừng chảy nước mắt chứ không phải là mừng vui sướng. Thì như vậy nó cảm xúc nó mừng mà không tả được lúc khi đó mà nhận được con. Dạ. Cảm giác thiêng liêng lắm đúng không anh? Nhưng mà em thấy có cái trường hợp là có nhiều chị có nghĩa là chuyển dạ đó, mà nhiều khi người ta đau nhất mà người ta bấu cái người bố mà bấu mà phải nói là rách da luôn đó. Thôi thì có cái những lúc sanh rồi á, cái vô trong nằm nuôi á thì dạ, nằm chờ thì cũng có mấy người mẹ dạ, gần sanh bên giường kế bên á. Dạ. Khóc mà la gì lắm mà mình thấy tội cho khó, người phụ nữ anh lúc mà vậy. Dạ. Không phải mình so sánh nhưng mà người mẹ thì thương rất là nhiều. Dạ. Tại vì người ta mang nặng đẻ đau rồi tới lúc sanh rồi này nọ là nhiều cái giai đoạn lắm. Cảm ơn anh. Anh nói mà nước mắt ảnh rưng rưng. Em thấy giống như là anh đang được trở về cái khoảnh khắc đó vậy. Đúng đó. Rồi, đúng. Nhìn rồi. Nhìn như là thấy anh Sơn là thương vợ lắm nha. Dạ. Anh Bảo ngồi cười cười. Cười cười. Dạ. Đang nhớ lại, anh đang hồi tưởng lại cái không biết là khoảnh khắc lúc đó như thế nào anh không? Thật sự thì cái cảm xúc và khoảnh khắc thì của mình với Sơn hầu như nó giống nhau. Dạ. Sơn nói những cái gì mà mình nói tới đâu là phải đúng tới đó đó. Dạ. Nhưng riêng cái về phía mình đó thì do lúc mà vợ mình sanh đó là nghĩa là chuyển dạ rất là lâu, từ sáng đến tối luôn, có nghĩa là trải qua tất cả các công đoạn từ coi như là chuyển dạ rồi sanh thường rồi không được, tất cả thứ bao nhiêu biện pháp để mà mình lấy em bé ra đó. Thì cuối cùng từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Trời ơi, vậy tính ra là nói chung nguyên là một quãng đường nó dài. Dạ. Rất là dài mà mình coi như là mình có ước gì là mình có thể thay được phần nào giúp đó được cái gì đó. Không được gì cả, nói chung là lực bất tòng tâm mà chỉ. Dạ. rất là cảm thấy mà sau khi mà sanh bé ra thì từ đó là mình thấy là tình cảm của người mẹ, cho con và gia đình nó trở nên rất là thiêng liêng. Dạ. Vậy em xin hỏi thêm tí xíu là cái cảm xúc của anh lần đầu khi mà anh chăm sóc cho bé, anh có bỡ ngỡ hay là mình lúng túng không? Hay là trước đó trong lúc mà vợ mình mang bầu là mình đã cũng có tìm hiểu thông tin trên mạng chăm sóc con như thế nào? Thật sự thì mình đã tìm hiểu trước khi vợ mang bầu cơ. Dạ. Nghĩa là có một quá trình chuẩn bị rồi. Tuy nhiên khi mà đón bé ra thì nó cũng lúng ta lúng túng lắm. Nói chung là thật sự thì từ cái lý thuyết thiết coi như là thuộc rất là giỏi rồi, nhưng thực hành thì nó còn cả cũng có rất nhiều cái bỡ ngỡ và yeah, và mình cảm thấy là từng ngày và nó càng gắn kết và mình thấy là mình học nhiều thứ và cái tình cảm nó ngày càng lớn hơn. Yeah. Thì đó là cái mà không có sách vở nào chỉ được cả. Anh cũng nhớ đó Lan. Còn anh thì sao nè? Nói chung là nó rưng rưng nước mắt. Tại vì có con đầu lòng rất là vui mà lúc đó tự nhiên mình thấy thương vợ mình vô cùng. Mà tự nhiên lúc đó anh mới thấy rằng là thật ra nha, nếu không có những bà mẹ, những người vợ thì không biết là các ông bố mình, các ông chồng mình làm gì đúng không mấy anh? Kỹ là nó bị lay hoay á, và lúc đó thì vợ thì rất là tự tin nhưng mà mình thì mình bối rối. Và lúc em đi quay một chương trình nữa, em tay chân em nó cứ rụng rồi mà nguyên một đêm đó là không ngủ luôn, chỉ chờ tới sáng nó vô thăm vợ mình thôi. Cho nên thành ra khi mà nghe anh Sơn với anh Bảo nhắc lại cái kỷ niệm đó, tự nhiên em thấy cũng bồi hồi và một lần nữa xin được cảm ơn các bà vợ, các bà mẹ đã giúp cho chúng tôi có những cái khoảnh khắc mà ngồi đây để mà chia sẻ cái tình cảm của chúng tôi với những người phụ nữ đang ở nhà. Không biết là ở nhà là hai bố có thường xuyên là chơi với bé hay không, hay là đa phần là bé sẽ dành thời gian ở dạ, với mẹ nhiều hơn? Dạ rất nhiều luôn. À rồi rồi, bây giờ họ hỏi con nè. Rồi dạ. Hiểu trả lời nè, nhà bố dạ, chơi con rất là nhiều hả? Dạ. Ủa vậy sao mẹ bận lắm hả hay sao mà không dạ, có dành được thời gian? Mẹ bận lắm. À mẹ bận. Mẹ là bận rồi tối mẹ mới là chơi. Là bận từ sáng được tới tối luôn. Từ tối mẹ mới chơi được. Dạ. À vậy còn ví dụ như ăn uống hàng ngày ở nhà thì là bố lo cho con hết hả? Là mẹ với bà ngoại. À mẹ với bà ngoại nấu. À mẹ bà ngoại nấu. Còn ở nhà ví dụ như bố chơi hay là ví dụ như học bài hay là các thứ, ví dụ con có những cái gì đó thắc mắc trong cuộc sống, cái gì con không hiểu thì thường con sẽ hỏi ai? Dạ con hỏi cả ba lần mẹ luôn. Nhưng mà tính ra nếu mà ở nhà thì mẹ với lại bố ai là người nghiêm khắc với con hơn? Dạ tất nhiên là mẹ rồi. À mẹ hả? Mẹ hả? Mà mẹ có nghiêm khắc với bố luôn không? Ví dụ như có nhiều khi mẹ la con, cái bố binh con á, cái mẹ có la bố luôn không? Không, la bố là la con, là la con là la bố luôn. La con là la bố luôn. Dễ thương.
Bây giờ không biết là Kiến Anh ở nhà là bố hay là mẹ nghiêm khắc với con hơn? Dạ là mẹ. Mẹ nghiêm khắc hơn. Nhưng mà bố với mẹ ai là người hay chơi đùa với con nhiều hơn? Dạ là bố. Là bố nhiều hơn. À chị, khi mà ví dụ như mẹ nghiêm khắc với con á thì bố có binh con không? Dạ có. À có binh luôn. Rồi sau khi mà bố binh xong thì mẹ có la luôn hai bố con không? Dạ không. Dạ không. À. Khoái nha. Khoái đỡ, anh đỡ. Bảo là có một cái cách hay khác để mà yêu vợ thì quan tâm với vợ, làm cho Kiến Anh cảm thấy là mẹ với bố là nói chung là rất là dễ dàng. Nhưng mà Hiếu là thấy rõ ràng luôn đó. Hiếu nói là mẹ là dữ hơn, nghiêm khắc hơn. Tại vì sao? Tại vì bố Sơn chắc hiền quá. Từ nãy giờ mình nghe kể mình thấy cái ông bố rất là tâm lý, rất là giỏi. Tình yêu rồi đó. Thấy bây giờ vô trò chơi là mình mới biết là có thật sự là như vậy hay không.